xuống bên kia nữa, hai bên ở luôn được. Đang cần đây là họ tắm này. Xin chào rồi. Chị giữ đang canh chắc cho anh để cái bình nước lên chứ. Cô tiêu cho. Đang cần biết cho mi rưỡi. Là chẳng mấy cái gì. Không còn mắm này nữa. Đang cần ngồi đây nha. Cái chiếc xe nếu dễ thì mình đi đông người thì cái chiếc xe kèn nó đỡ tiền hơn. Cái chiếc xe kèn có 490 yên nè, chắc là vô cái cổng khác mà mình không có chiếc xe kèn. Nãy mình đi cái đấy cuối cùng cái hai người. Ta cưới có người không? Có ta cần quay qua đây, ba quay qua đây. Ba quay qua đây. Không cần mình sáng, anh cần có. Rồi giờ ba quay. Chân. Quay con hiền nữa đây. Không mì giờ này không có mùi thịt nướng, không có người nướng. À đúng rồi, cái chỗ đi đi tắm thôi phải không ta? Mùa hè lên đây đi tắm đi. Lại có chạm tiếp vậy. Cho đi được một vòng luôn. Đậu xe ở đây nè, đậu xe ở bãi này nè. Đậu xe bãi này mất tiền mà. Mất tiền mà. Có bãi đậu xe đi là miễn phí. Đợt ông giám đốc của anh, khoa giám đốc anh đậu ở đây nè. Bị dẹp đồ xuống. Không ổn lo lo. Thôi cái này nó phải được rồi. Đâu phải vô nha. Trang hồi mình dùng lên. Tôi mua vé. Ừ. Là mua vé rồi đó. Chích bự rồi đó. Đây, 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 người ta có hai đứa con rồi. Nhìn được một BD vậy. Bọn Nhật nó mặc đồ BD đó. Giữ lại. Nè, mùa hè là cho tụi đây lên đây chơi nè. Mất vé đó. Con hồ bơi mất vé không con? Hồ bơi này mất vé. Hồ bơi này mất vé.